hãng thông tấn AP loan tin, vào hôm thứ Tư, đông đảo dân biểu đảng Dân Chủ và Cộng hòa tại Hạ Viện bỏ phiếu chống lại dự luật yêu cầu trước phế Tổng thống Donald Trump của đảng Dân Chủ. Ông Al Green, một dân biểu đảng Dân Chủ ở bang Texas, nói rằng những gì Tổng thống Trump làm đến nay đều là những hành động mù quáng và mang tính kỳ thị. Ông cũng nhắc đến việc Tổng thống Trump chỉ trích cả hai phía trong vụ kỳ thị chủng tộc diễn ra tại Charlottesville, cùng lúc đăng tải những chia sẻ mang tính thù hận và chống Hồi giáo. Trong khi đó, nhiều dân biểu đảng Dân Chủ quan ngại về dự luật này và cho biết đây là một hành động chưa chín mùi và cần thêm chứng cứ từ điều tra đặc biệt của ông Robert Mueller. Ngoài ra, ông Dan Killer, một dân biểu của đảng Dân Chủ ở bang Michigan, cho biết các nhà lập pháp, đảng Dân Chủ không muốn rơi vào tình cảnh thiếu chuẩn bị và chưa đủ điều kiện để họ đưa ra kết luận chính xác.